tọa lạc ở lưng chừng núi Trùm, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Đền Trung Sơn, nơi thờ tự gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nơi linh thiêng, điểm đến thu hút người dân, du khách mỗi dịp về Nghệ An. Đền bao gồm 18 hạng mục, không gian kiến trúc hài hòa, vừa đạt được tính tôn nghiêm của nơi thờ tự, vừa đảm bảo tính khoáng đạt của cảnh quan và ấm cúng của không gian thiêng. Các hạng mục như ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các ban thờ về gia đình, họ ngoại, họ nội của Bác, tả hữu vù, nhà chuông, nhà trống, nghi môn nội, nghi môn ngoại, bình phòng đá, sân đường bồn hoa, ao sen được bố trí hợp lý. Được biết, tổng thể công trình đền có diện tích trên 83 hectare, được thiết kế xây dựng dựa vào thế núi Trùm, xã Kim Liên, nơi gắn với những năm tháng tuổi thơ là cội nguồn tâm hồn trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn bộ khu đền là một không gian tĩnh lặng và trang nghiêm, biểu hiện sự linh thiêng của một không gian văn hóa lịch sử. Đền Trung Sơn là một điểm đến đặc biệt trong tổng thể cảnh quan, kiến trúc không gian, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Đền gắn kết trong khu du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái núi Trùm với nhiều hạng mục hấp dẫn như mô hình đầm lúa nếp rồng, dòng sông Sen, khu tham quan dệt lụa từ cọng sen. Ngoài là một nơi thờ tự tĩnh lặng trang nghiêm, cảnh quan của đền Trung Sơn rất đẹp và thơ mộng. Từ khi hoàn thành và những ngày lễ, có hàng vạn người dân trong nước và du khách nước ngoài đến thăm viếng, tham quan. Sau 4 năm kể từ thời điểm khánh thành, đền Trung Sơn là địa chỉ đỏ không thể thiếu của người dân, du khách trong nước và khách quốc tế mỗi khi có dịp về thăm quê Bác.